vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Trong video chủ đề mô hình kinh doanh ngày hôm nay, hãy cùng Trường Doanh Nhân HBR tìm hiểu chuỗi cung ứng kiềng ba chân của McDonald's. Năm 2018, hãng nghiên cứu nổi tiếng Gartner đã chính thức vinh danh McDonald's trở thành bậc thầy chuỗi cung ứng. Đặc biệt hơn khi McDonald's là chuỗi thức ăn nhanh duy nhất nằm trong bảng xếp hạng danh giá này. Với bản chất phức tạp, quy định nghiêm ngặt và thị trường cạnh tranh gay gắt, McDonald's đã làm gì để trở thành cái tên duy nhất được vinh danh? Theo chính McDonald's, lý do thành công của hãng là đến từ một hệ thống và ở đó mọi bên đều có lợi. Luôn mở rộng miếng bánh doanh thu và luôn chia sẻ miếng bánh lợi nhuận là động lực lớn nhất đằng sau sự phát triển của McDonald's. Được phát triển bởi nhà sáng lập Ray Kroc, hệ thống kiềng ba chân luôn hướng đến việc cung cấp vị thế người được lợi cho ba bên, đó là nhân viên McDonald's, chủ sở hữu cửa hàng McDonald's nhượng quyền và các đối tác trong chuỗi cung ứng của McDonald's. 5 nguyên tắc vàng trong mô hình kinh doanh của McDonald's. Nguyên tắc 1. Đường dài mới biết ngựa hay. Thay vì lợi dụng tiếng tăm của mình để liên tục tìm đối tác có mức phí thấp nhất, McDonald's luôn đặt tiêu chí phát triển lâu dài lên hàng đầu để lựa chọn bạn đồng hành. Không những thế, McDonald's còn ưu tiên làm việc với các đối tác sẵn có để thúc đẩy họ liên tục phát triển và đáp ứng các tiêu chí ngày càng nâng cao. Từ nguyên tắc bất thành văn này, các nhà cung cấp đã luôn tin tưởng vào việc hợp tác cùng với McDonald's vì đối tác của mình sẽ không chạy đua giảm giá với các đối thủ và chèn ép lại người nhà. Nguyên tắc 2. Kiểm soát kết quả chứ không kiểm soát quá trình. Đối với các nhà cung ứng, nhà sáng lập Kroc đã đưa ra bảng tiêu chí chất lượng, dịch vụ, sạch sẽ và giá trị. Nhưng quan trọng nhất là tiêu chí chỉ là để đánh giá các đối tác có toàn quyền quản lý và vận hành để đạt được những kết quả kia. Các nhà cung cấp cũng nhận định rằng McDonald's hiểu rất rõ bản chất việc làm của họ, nhưng tập đoàn này lại hoàn toàn không nhúng tay vào. Và vì McDonald's không kiểm soát quá trình, các đối tác có thể tự do phát triển để trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn. Nguyên tắc 3. Đối tác cũng có tiếng nói. Đối với McDonald's, các nhà cung ứng và đối tác luôn là trọng tâm trong mỗi chiến lược và kế hoạch phát triển. Nguyên tắc này ngay lập tức mở ra một lợi thế lớn cho các đối tác của McDonald's khi họ hoàn toàn có thể đưa ra các ý kiến để thay đổi chuỗi cung ứng của cả tập đoàn sao cho phù hợp với khả năng và thế mạnh của mình. Nguyên tắc 4. Giảm giá chỉ là nhất thời, giảm chi phí mới là mãi mãi. Mô hình thiết lập giá của McDonald's đặc biệt ở chỗ, mọi bên tham gia đều sẽ được đảm bảo lợi nhuận. Tương lai tài chính được đảm bảo của cả bên đối tác sẽ là những viên gạch vững chắc cho tương lai của McDonald's. Nguyên tắc 5. Tạo điều kiện để cấp dưới giải quyết vấn đề. Thế mạnh lớn nhất của McDonald's chính là khả năng xử lý vấn đề của nhân viên. Tất cả các công việc đều được giải quyết ở cấp độ thấp nhất có thể. Nhân viên có khả năng sẽ ra sức giải quyết vấn đề một cách triệt để. CEO cũng phải là người giải quyết những chuyện nhỏ nhặt. Hợp tác cùng xây dựng chuỗi cung ứng. Rất nhiều đối tác đã giữ mối quan hệ với McDonald's trong suốt nhiều thập kỷ. Mối quan hệ sát sao này đã giúp McDonald's vượt qua bao hiểm họa có thể đưa công ty đến bờ vực phá sản. Từ dịch cúm gia cầm gây ảnh hưởng tới 40 triệu gà đẻ trứng khắp nước Mỹ trong năm 2015. Bằng sự hợp tác nhanh chóng với các đối tác, McDonald's đã nhanh chóng thu gom được một lượng trứng sạch khổng lồ với chất lượng cao và giá thành thấp nhất thị trường, trong khi các đối thủ cạnh tranh phải chật vật đến thua lỗ nhiều năm liền. McDonald's không chỉ trở thành một tên tuổi hàng đầu thế giới mà còn tạo nên một tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và một tấm gương hợp tác kinh điển cho mọi mô hình kinh doanh. Vừa rồi, Trường Doanh Nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn những phân tích ngắn gọn về mô hình kinh doanh với chuỗi cung ứng kiềng ba chân của McDonald's. Hy vọng rằng nó đã mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức hữu ích trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh ngành thực phẩm. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.